Trong sáng nay, Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ cũng đã có buổi tổng duyệt chương trình lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 tại đền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chương trình lễ giỗ tổ Hùng Vương có thời lượng từ 30 đến 45 phút. Tại buổi tổng duyệt, các thành viên ban tổ chức đã thống nhất thay đổi một số chi tiết trong phần dân lễ vật, đội hình di chuyển của các tình nguyện viên. Các vấn đề về nhạc, trống và âm thanh cũng được các thành viên ban tổ chức đóng góp chỉnh sửa để chương trình được tốt hơn. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu từ nay đến ngày diễn ra lễ chính thức 29 tháng 4, đội hình của chương trình lễ cần tập trung tập dượt thêm để thuần thục và phối hợp nhịp nhàng, chỉnh sửa khắc phục những vấn đề còn thiếu sót theo đóng góp của các thành viên ban tổ chức. Chương trình lễ giỗ tổ Hùng Vương sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2023.